Lễ hội Khèn Hoa, ngày hội các dân tộc năm nay sẽ được khai hội đúng vào ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn với các chương trình nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian đặc sắc. Chương trình diễn ra với 5 ngày hội đại diện cho 5 dân tộc thiểu số Mông, Tày, Dao Đỏ, Xa Phó, Giấy. Đây sẽ là dịp để du khách trải nghiệm nhiều nét văn hóa dân tộc độc đáo như dựng cây nêu, tái hiện tục bắt vợ, chơi trò chơi dân gian. Cùng ngày, hội xuân mở cổng trời Phan Xipang 2024 cũng được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như nghi lễ mở cổng trời, dâng hoa, tắm Phật, dâng đăng, viết lời nguyện ước đầu năm mới, cầu quốc thái dân an và nhiều chương trình ý nghĩa khác dành cho du khách Phật tử chiêm bái cầu an.